một tệp phẩm, một tệp phẩm mà không biết làm gì. Xin chào đại gia đình, xin chào cả nhà, em quá tiếp tục sập sãi đây. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú anh chị em nha, bạn bè thân mến gần xa đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt nha. Ủa sao con này quay được 360 độ luôn vậy ta? Không hiểu. Nói chung con này rất là nặng nha, tầm 2kg, ký 8, ký 9 vậy đó, rất là nặng. Mũi tên lên, mũi tên xuống, quà lây. Theo em cái này là bên vàng âm thanh nha. Cái đàn nè, ở đây cái đàn nè, cái đây là cái telephone nè, cộng 48V, mua âm thanh nè. Mấy cái nút này đều bấm còn ok hết nha, mà em cũng không biết gì sao xài nữa. Cam kết nguyên zin nha, không sửa chữa gì hết trơn, rất là nặng, nguyên một khối luôn. Chắc mấy anh em nào bên nhạc á, nhạc âm thanh này gần ha. M-Bot vậy nè, USB, in out nè, MIDI, gọi này gì, BD-out, in nè, Midline in nè, out nè, hai ngõ này out, này in, out in, ups, out in, in out, out in, in out, quá trời, không biết là gì luôn rồi. Nói chung mình không rành, nhưng mà dòng con này rất là sắc sảo nha, có tem, có nhãn mạc đầy đủ nè. Mấy anh đàn nhạc đều rành, nhưng mình là thua, em không biết ghim điện ở đâu luôn nữa. Không thấy bao giờ. Hay là con này chỉ lọc âm thanh hay là chỉnh sửa âm thanh thôi ta, không thấy bao giờ luôn quý khách, không thấy nguồn luôn. Đó, cộng 48V, con này nhấn lên nhấn xuống được nè nha, cái này nhấn lên nhấn xuống được nè, này ha, nó cộm này nhấn vô được nè, mở nè, cái nút ok hết nè. Cái này dạng ok nè, không có sượn nè, ok luôn nè, cái này ok luôn ha. Rồi nói chung em bó tay chấm cơm mà quý khách ơi, cái bằng nhôm hay sao á, rất là đẹp. Em cũng không biết, em tính tháo qua thử đó mà chưa tháo luôn đó nha, còn nguyên luôn, không tháo luôn, tính tháo coi có gì chấm. Rồi nó túm lại là cái này em không gạnh luôn, bán 250.000, chưa bao giờ phí ship. Quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu thật sự mua dùng xài nghiên cứu hay là gành thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Cà Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480. Và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả quý khách cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em. Và em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.